lưu ý khi xây cầu thang, hãy lưu ngay lại vì sau này khi xây cầu thang nếu không muốn xây xong phải đập đi đập lại. Thứ nhất, về kích thước cầu thang, chiều cao lý tưởng của bậc thang sẽ là từ 15 đến 17 cm. Đây sẽ là chiều cao lý tưởng để đi lại không bị quá mỏi hoặc là díu chân. Chiều rộng mặt bậc sẽ từ 27 đến 30 cm, chiều rộng thang sẽ từ 1m đến 1m2. Đây sẽ là khoảng cách thoải mái để hai người có thể né nhau khi di chuyển. Thứ hai sẽ là cách tính số bậc của thang. Số bậc thì nên tính theo số lẻ và theo chu kỳ sinh, lão, bệnh, tử. Theo đó, số bậc đi vào cung sinh sẽ là đẹp nhất. Bạn có thể áp dụng với công thức 4N cộng 1. Trong đó, N sẽ là số chu kỳ lặp lại. Ví dụ, 4 x 4 cộng 1 bằng 17 bậc. Trong đó, số bậc đẹp nhất nên là 17, 21 và 25 bậc. Ngoài ra, chúng ta có nên lưu ý về phong thủy như cầu thang không được hướng thẳng ra cửa chính, không được đâm vào bếp và nhà vệ sinh. Bậc tam cấp cũng sẽ được tính theo quy tắc thiên, địa, nhân, không tính theo chu kỳ sinh lão bệnh tử như cầu thang ở trong nhà. Nếu thấy hay, hãy tin và follow cho kênh của Thành Tín nhé. Thành Tín, xây là đẹp.